Từ trước giờ em chưa có cái mối tình đầu nào hết. Chưa có luôn. Dạ. Chào em. Em chào chị. Ồ, giỏi cà ha. Trông đi trắng ha. Tuần chắc đi về muộn khoảng 2 đến 3 ngày thôi. Dạ. Nhìn không chớp mắt luôn á. Em ngồi bên đây em nhìn đằng sau nè, nhìn không chớp mắt luôn á. Dễ Nhìn thương mà. không rời mắt. Đó, anh có thể nắm tay em đúng không? Ôi trời, cái thái độ lên nắm tay khác liền luôn á. Anh có thể nắm tay em đúng không? Anh có thể nắm tay em đúng không? Nhanh lắm, anh có thể nắm tay em được không? Lại đầu tiên Rồi. Thì cho phép em xin chào anh Quyền Linh, chị Lam Thư và tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi em trai. Chào hai bạn. Tôi đã làm mai làm mối cho những sĩ quan, những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam cũng rất là nhiều số rồi. Đây là lần tôi thấy cũng rất là đặc biệt. Mỗi bữa ngồi dưới đây là một đồng chí bộ đội. Hôm nay là thay đổi là bên kia là một cô gái bộ đội. À. À, bây giờ mình giới thiệu vào nhà về nhau cái nào. Mời cô bộ đội bên kia. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1997. Em làm việc tại trạm 77 của Bộ Tư lệnh Đặc công. Wow. Wow. Công việc của em là gì? Công việc hiện tại của em là quân y ạ. À, quân Quân y. y. Mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, chào bạn bên kia và chào bạn khán giả. Em là Phạm Tuấn Minh, em 25 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em làm kỹ sư xây dựng ạ. Kỹ sư xây dựng. Trời ơi anh Linh ơi, thiệt. Cô gái nhìn ngồi bên em là em thấy là xinh quá trời xinh, rất xinh luôn. Con gái mà mặc đồ quân phục bộ đội thì đã nhìn thấy nó rất là rất ấn tượng luôn đó nha. Đúng Anh chưa rồi. nhìn mà anh cảm giác cũng ấn tượng rồi đó. Em gái, em Dạ. có thể nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của em đi. Ưu điểm thì có là năng động và luôn nhiệt tình trong công việc, hay giúp đỡ người khác. Cái khuyết điểm thì em hơi nhút nhát ạ. Ủa làm ở trong binh chủng đặc công mà sao nhút nhát được em? Đôi khi đứng trước đám đông thì em vẫn nhút nhát ạ. À. Hiện tại chị đang thấy em cũng hết sức là hồi hộp rồi đúng không? Không sao, Hiên, Hiên, bình tĩnh, nắm tay chị nè. Okay. Nắm tay chị gái nha. Trời ơi, tay lạnh ngắt à. Cho dù khoác lên bộ đồ quân phục của quân đội, dù cô ấy vẫn rất là ngại trước đám đông. Rồi, mời bạn trai. Khuyết điểm của em này em hơi bị mù đường một tí. Đi đường em phải mở bản đồ để em xem. Thì có lần em đi đường em tắt vỉa hè em mở bản đồ để xem thì có bạn nào đi qua cũng mất điện thoại. Còn cái khuyết điểm nào mà nó tệ hơn cái đó không? Em hay quên ấy. Hay Nhiều quên khi rồi hả? nó để lại cái hậu quả cũng hơi nghiêm trọng. Quên nó nặng nề lắm hả em? Cũng có vài lần nấu cơm nhưng không được ăn, chỉ được uống nước. À. Hay là mà hẹn người yêu mà quên nó, quên ba bốn lần bỏ luôn thì mới hậu quả nghiêm trọng. Ê Hiền, tình trường em sao nè? Em mối tình chính thức thì em có một mối tình từ thời học sinh. Hiện tại thì chúng em đã kết thúc cách đây khoảng 1 năm. 1 năm? Dạ. Lý do kết thúc là gì? Đến cái một cái khoảng thời gian nào đó, cả hai người thì cảm thấy mình không còn hòa hợp nữa. Thì là từ mỗi người một đường khác nhau. Đó là một mối tình duy nhất. Là tình đầu á. Dạ. Với một cô gái vẻ bên ngoài xinh xắn đáng yêu như em, sẽ có rất nhiều cái vệ tinh xung quanh tấn công mình. Và hôm nay em lại có mặt ở đây. Thật ra thì sống trong môi trường quân đội, bọn em tiếp xúc với rất là nhiều người, đồng nghiệp rất nhiều. Nhưng mà phải chăng là làm cùng nhau, hiểu nhau, hay là có một cái vấn đề gì đó mình rất là ngại yêu trong cùng cơ quan. Và đặc biệt là cơ quan em thì hầu như là các cô, các chú đều có gia đình cả. Thật ra cũng khó tìm một nửa yêu thương của mình ha. Chính vì thế nên tôi có những phiên bản đặc biệt này để có thể kết nối những cái người đang tìm một nửa yêu thương của mình. Còn tình trường của em trai thế nào? Từ trước đến giờ em chưa có cái mối tình đầu nào hết. Chưa có luôn. Dạ. Chào em. Ồ. Em chào chị. Sỏi cà ha. Trông đi trắng ha. Là trước giờ chưa mối tình nào luôn. Dạ, để mà chính thức thì chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Say nắng, say ní thì có. Dạ. Say nắng bao nhiêu cô rồi? Em chỉ say nắng một bạn hồi còn đọc sinh thôi ạ. Nắm tay chưa? À, chưa, chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Trời, chị thấy em mặc thì sói ca, nhìn cái cách nói chuyện của em rất là rụt rè. Hay là trên này thì vậy mà ở ngoài thì khác vậy? À, đằng ngoài cũng vậy à chị ạ? À vậy hả? Dạ. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Cao trên 1m5 mà nặng chừng khoảng 50 kg. Tính tình bình thường thôi, đừng có trội quá. Ngoại hình thì dễ nhìn một xíu. Với lại cũng biết suy nghĩ một xíu nữa. Chỉ Em đơn á, giản vậy thôi chị. đơn giản vậy thôi. Dạ. Em ghét nhất gì ở phụ nữ? Không thích cái tính người phụ nữ là nói năng không được kiềm chế. Em có sợ cái mẫu người phụ nữ hay ghen rồi vậy không? Trước giờ em chưa chưa có nên là Chưa em có cũng cảm giác chưa đúng chưa không? chưa biết là mình có sợ hay không. Chị hiểu rồi. Bé, em có ghen không? Em không á. Em không à? Phụ nữ mà không à? Nếu mà mình không ghen thì cũng không đúng. Nhưng mà nếu ví dụ như chẳng hạn như mà mình muốn
anh ấy đến đón mình mà anh lại bảo anh bận, mà trong khi lúc sau mình mà có gặp anh ấy lại chở một cô gái khác đi đâu đó, biết là vì lý do gì thì mình cũng vẫn sẽ rất là khó chịu. Em nghĩ đến là ghen. Đó là đúng em. Tự nhiên kêu rước mình không rước mà cuối cùng thấy rước nhỏ khác vậy là chị ghen lòng ghen lộn. Nói chung là ghen là hương vị của tình yêu thôi, đâu có gì đâu. Tao yêu tao mới ghen. Quan trọng là ghen đúng ghen như thế nào thôi. Để anh qua coi đàn gái thế nào nha em trai nha. Anh thấy đàn gái anh sao? Thấy rồi. Thấy chưa? Anh nhìn cái đẹp nhanh lắm. Trời ơi đây nè. Wow. Xuất sắc chưa? Dễ thương, xuất sắc. Em là quân hàm thiếu úy hả? Dạ. Thiếu úy. Dễ sợ. Mặc đồ bộ đội vô phải nói là thấy chững chạc ra hẳn á. Em mong một người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người em thích thì thích một người đàn ông mà điềm đạm, trưởng thành và biết suy nghĩ. Anh bên đây thì như đánh giá đây là hơn những cái điều em muốn đó. Em cũng mong là như vậy. Mong như vậy. Bên đây đàn trai cũng đẹp trai, bên gái cũng xinh gái. Hôm nay tôi chịu cái cặp này đó nha. Bây giờ là mình sẽ nghe ý kiến từ người thân nha. Hiền, hôm nay em đi với ai? Em đi với cả bốn bạn và với cả sếp. Mày là sếp của em Hiền đi. Cái công việc thì rất là nhiệt tình, trách nhiệm, là hay giúp đỡ các cô ở trong cơ quan. Tính rất tình, rất là năng động, cởi mở, hòa đồng tất cả mọi người. Cho nên là trong cơ quan thì ai rất là yêu mến, yêu quý. Hiền thì bây giờ còn trẻ nên là rất là có tương lai. Sau này thì cũng có thể là làm thành một bác sĩ. Bạn trai ở đây và Hiền thì tôi thấy cũng có một số cái nét nó rất là tương đồng với nhau. Có thể là bù trừ cho nhau được. Thời gian tới thì tùy vào cả hai. Tiến tới đến như thế nào thì hai người phải tìm hiểu nhau thôi. Anh ở đây thì em thấy là hai anh chị cũng có một vài nét tương đồng. Thì anh ở đây thì em thấy là rất là hiền lành, cũng rất là đẹp trai. Còn đâu chị của em thì tên là Hiền nhưng mà cũng không hiền lắm. Nên em nghĩ là tính cách này hai anh chị có thể bù trừ lẫn nhau. Nhưng mà mọi quyết định thì em cũng tin tưởng vào quyết định của chị gái của em. Và trong chương trình mà có đến với nhau thì chúc hai anh chị sẽ tìm hiểu thật là kỹ để có quyết định đúng đắn nhất ạ. Dạ, rồi, xin cảm ơn ạ. Dạ, chào bác. Dạ, xin chào chương trình. Tôi để bạn tìm được người bạn hợp lý. Tôi thấy bạn gái bên đây rất là dễ thương, nhìn cũng rất là nhanh nhẹn và năng động, mà tôi cũng thấy rất là có cảm tình với bạn. Còn tùy theo thuộc vào giữa bạn gái và con trai tôi, có điều kiện rồi các bạn sẽ tiến tới đến đâu thì gia đình rất phấn khởi. Xin cảm ơn chương trình. Đây có thể nói là một cặp hot girl hot boy đó. Mở rào. Anh tặng Hiền nhé. Dạ em cảm ơn. Thật ra thì em cũng không biết tặng gì cả. Đây là em có một cuốn sách tặng anh. Anh cảm ơn. Hy vọng anh thường xuyên đọc nó. Cảm ơn Hiền. Tựa này cuốn sách là gì vậy em? Anh yêu yêu. Anh gì? Anh yêu yêu. Anh yêu yêu. Sách ý nghĩa đó nha. Anh thấy em có vẻ bề ngoài thì ngoài sức mong đợi của anh. Dạ em cảm ơn. Ấn tượng đầu tiên khi mà anh nhìn thấy em là gì ạ? Là bộ quân phục và kiểu tóc búi cao rất là gọn gàng. Công việc của mình làm thì có thường xuyên là phải làm về muộn hay là đi thường xuyên không? Nhiều không? Một tuần chắc đi về muộn khoảng 2-3 ngày thôi. Dạ. Nhìn không chớp mắt luôn á. Em ngồi bên đây em nhìn đằng sau nè, nhìn không chớp mắt luôn á. Dễ thương mà. Không rời mắt. Quan điểm tình yêu, hôn nhân, gia đình với nhau đi. Em thì cuộc sống hôn nhân thì thật sự là em thích sự bình đẳng. Kể cả khi yêu hay là mình cưới nhau cũng vậy. Chồng làm gì thì có nghĩa là chỉ cần đều nói với vợ. Còn đâu mọi sự quyết định thì phải được đồng thuận. Có thể là do chồng quyết định. Em thì không thích can thiệp sâu vào chuyện riêng quá nhiều của chồng. Nhưng mà... Còn em trai thế nào nói cho bạn gái biết đi. Quan điểm của em thì em rất mong muốn là cái người bạn gái cũng như là người vợ của mình sẽ biết lắng nghe, hay là trong mọi chuyện mình đều có sự chia sẻ. Dạ. Rồi đồng thuận cùng làm mọi việc. Dạ. Chắc là lần đầu em ngồi trực tiếp nói chuyện như thế này nên là hơi run. Không biết phải nói như nào cả. Có câu hỏi gì muốn hỏi em không? Ví dụ như có thể hỏi em về công việc, nơi ở, quê quán. Thì ban nãy em nhớ là hình như em chưa giới thiệu em quê ở đâu. Em quê ở đâu? Trời ơi, tôi khổ ông này ghê luôn á. Em quê ở Vĩnh Phúc ạ. Công việc của em thường là mình sẽ làm việc giống như em nói á. Ngoài ra mình có những cái công việc đột xuất gì đó hay không? Thường thường thì bên cơ quan em thì ngoài làm việc chuyên môn tại cơ quan thì đôi khi thì cũng vẫn sẽ phải công tác. Có thể là
về ngoài Hà Nội chẳng hạn. Thì hỏi khi anh hẹn đi chơi thì cỡ nào giờ nào được? Đúng rồi. Hỏi. Anh nếu mà anh có thể hẹn em đi chơi á thì anh có thể hẹn đi em đi chơi trong khoảng thời gian như thế nào? Cơ quan em thì cũng không có hạn chế quá nhiều về thời gian, thường là về trước 10 giờ. Trong quân đội thì cái kỷ luật và giờ giấc là rất là quan trọng ạ. Em lại là quân nhân nữ, thế nên là thường thường em khoảng 10 giờ là em đã có mặt ở nhà rồi. Thế là anh thấy rằng đây là một anh chàng chưa yêu lần nào hết, chưa có cái nắm tay nào hết luôn á. Bây giờ thử xem nào, em bước qua em nắm tay cô bộ đội cái đi, coi cảm nhận lần đầu tiên thế nào. Mạnh lên đó. Anh có thể nắm tay em được không? Ôi trời, cái thái độ lên nắm tay khác liền luôn á. Anh có thể nắm tay em được không? Anh có thể nắm tay em được không? Nhanh lắm, anh có thể nắm tay em được không? Xem như bắt tay đi. Đó. Ừ đó. Đâu để nguyên, giữ yên nguyên. Chưa. Nào bắt tay lại nào. Thử xem. Cho người ta nắm tay cái làm như vậy. Hai tay nắm vào thấy chưa? Như nói kìa. Xuống hai tay nắm vào. Đó. Đó. Rồi sao? Cảm thấy sao? Ờ, rất là ấm. Ừ. Chắc là do tay em lạnh quá. Tị tim có đập mạnh không? Có chị. Em rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn. Nếu rung động, mình bấm nút. Mà đã bấm nút, chúng ta phải trao nhau nụ hôn đầu tiên. Đó là quy định của chương trình. Bây giờ mình sẽ để tay vào nút bấm nha. Quyết định là của các bạn. Một. Hết thời gian. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Hãy nói với thủ trưởng của mình. Hãy nói với mẹ của mình. Xin phép đặt nụ hôn đầu tiên. Dạ, em xin phép thủ trưởng cho em xin hôn bạn Hiền một lần. Thủ trưởng gật đầu rồi đó. Thủ trưởng. Đó là mệnh lệnh. Nào. Hôn má thôi, không sao đâu Hiền, hôn má thôi. Rồi, vỗ tay. Hai bạn rất là dễ thương. Còn cái bọn này của em là bán rất là dễ đúng không? Dạ. Ô, dễ mà. Trời, bán thuốc thì quá dễ. Ông làm vô xin việc dễ. Dạ. Quá đơn giản. Em là tư vấn thuốc cho bác sĩ. Đúng rồi. Cái ngành này dễ cho việc. Anh hứa với em là một ngày dễ cho việc em. Cái này là anh Quyền Linh bảo đảm cho em đó nha. Bảo mà, số mà nếu mà có cơ hội thì em cũng tìm đến anh Quyền Linh. Vì cái ngành của em thì nếu mà độ tuổi của em đang như thế này thì thật sự là tụi mình không bị thất nghiệp. Đúng rồi, dạ. Rất dễ xin việc. Và câu hỏi thứ hai chị muốn hỏi Hưng đó là Hưng có phải là người hay ghen không Hưng? Dạ. Có chút chút. Em ghen nhiều không? Bây giờ khẳng định em ghen nhiều không? Dạ không, nói chung là mình phải có gì nó phải có chính đáng chứ không phải như kiểu là mình mù quáng. Chị giả định như công việc của Trang một ngày Trang tiếp khoảng 10 khách hàng. Dạ. Mà trong 10 khách của Trang là 9 khách là nam. Dạ. Chị khẳng định cái đó luôn. Dạ. Em thấy sao? Thì em nghĩ chuyện đó bình thường thôi. Tại vì đó là giao tiếp khách hàng mà. Nếu mà em phải Trang mà không lẽ em không cho Trang giao tiếp với lại nam nữa thì khách hàng không Trang phải nữ mà nữ Trang lại có thể là không phát huy tốt được cái công việc của mình. Thì cái đó là mình đang tự làm khó mình cũng tự làm khó cái bạn Trang nữa. Vì đối với Phương Trang á, do chị làm việc với Trang cũng lâu nên chị biết Trang là một người bán hàng rất hấp dẫn. Chị dùng từ là người bán hàng hấp dẫn. Yeah. À, khách hàng cũng thích Trang đó. Yeah. Thì chị nghĩ nếu như em có cơ hội tìm hiểu thêm về Trang chắc chắn em cũng sẽ thích Trang. Yeah. Thì cũng nơi là chia sẻ với Trang thì xét về tổng thể là ngoại hình là hài hòa. Xét về tính cách thì chân thành, xét về công việc thì cũng tạm ổn định. Chị nghĩ điều này mình chốt được Trang. Dạ, em đi với lại hai bạn của em. Và cho gặp lại bạn của anh trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em là Trung, bạn thân của Hưng là gần 9 năm. Như anh em trong nhà thì về cơ bản thì ngày xưa Hưng giúp đám cưới em rất nhiều. Thì bây giờ em cũng muốn để đền đáp lại hơn đó. Có lại một cái về Trang thì mình thấy Trang ok. Và về cách nói chuyện để làm việc với nhau, hợp với nhau được. Hưng thì dễ thôi. Hưng rất nhiệt tình, không có dối trá tại vì mình với bạn cũng có đạo, rất dễ thương. Nếu mà Hưng ở Bình Phước thì không được thì vô Sài Gòn. Sài Gòn thì vẫn có mình bên cạnh Hưng. Có bạn cũng trở lại. Dạ đúng rồi. Công việc thì em vẫn hay lôi kéo Hưng về và để làm cùng với em để phát triển. Em cũng là một công ty nhỏ. Thì tốt quá. Điều này chốt được. Rồi, quá tốt. Người thân là điều chốt nó rồi đó. Bây giờ còn hai bạn. Có khi mở hành đạo nói với Hưng này. Dạ. Cô gái kia rất là khá tính. Dạ. Không có dễ đâu. Em có thấy. Vấn đề chỗ là em cảm nhận được và chính thức như thế nào thôi. Nha. Chứ đó khó tính là khá tính hết. Rồi. Rồi chúng ta kéo hàng rào. Mở hàng rào. Hàng rào bên trong kéo bằng tay. Trời ơi. Còn cái cuối giờ đang kéo đi. Lên thấy vào.
là chị tặng cho. Nếu với chương trình hôm nay thì em cũng có món quà để tặng anh có thể mở ra xem được không ạ? Dạ, anh có thể đọc được không ạ? Duyên do trời định, dạ. Do người tạo, hạnh phúc do chính mình đắm mắt. À, dạ rồi vâng ạ. À, thì cái bức tranh này của em á, thì nó còn thiếu một cái chữ trên này. Không biết là anh Hưng thích chữ gì ạ? Thì em sẽ viết lại anh tại đây luôn. Chữ anh và em. Dạ rồi, nếu mà trong trường hợp mà em viết á, thì chắc có lẽ là em vẫn tặng lưng của anh được không? Dạ mà anh ngồi đấy vậy. À, dạ em nhờ anh có thể xây lưng được với dạ, em được không? Dạ. Anh Quyền Linh, em nhờ anh Quyền Linh cầm giúp em cầm nào đúng không? Dạ. Cái dụng này là... Anh đừng mở giúp em. Nữa không? Dạ. Nó sạc hết á. Anh còn lo gì cho nó đâu mà. Mình cứ nhớ anh nha. Dạ. Đúng quá. Đúng cái gì mà bán hàng không đúng? Bán hàng là khác anh ơi. Cái đó là công việc hàng ngày của mình. À, bà lanh lắm à? Lanh lắm. Sắc bén lắm. Lanh bà cố luôn. Không chưa? Dạ, ảnh mới biết chữ ra. Nói chung là em có học thư pháp. Dạ. Rồi. Dạ rồi, vâng ạ. Tạm gì đi. Dạ rồi, em lại tặng anh ạ. Dạ, còn xoay ra cho mọi người cùng xem với. Anh em. Chưa có khô đâu, đừng có uống lại liền. Dạ, nói chuyện đi. Để đặt bọn lại trước đây cho nó gần đi nha. Anh em, duyên do trời định, vợ do người tạo, hạnh phúc do chính mình nắm bắt. Rồi đó, bởi vì do cái chỗ biết nó cũng không có thẳng mình ra là nó dài thôi. Rồi, tư pháp biết là đẹp rồi. Hai bạn tâm sự với nhau đi, chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Xin mời. Lúc nãy em anh có chia sẻ thì em có cảm nhận gì với anh? Hồi nãy cũng vừa mới nói là em cảm thấy hơi hoang mang. Đó là cảm nhận duy nhất. Ngoài ra thì khi mà nhìn thấy được anh Hưng rồi á, thì em cảm thấy là anh Hưng cũng là người nói về gặp thực tế bây giờ thì em cảm thấy anh là người cũng có thì em có một cái nhìn thiện cảm với anh hơn. Hơn lại lúc mà nãy nghe anh chia sẻ mối tình của mình, xét về mặt ngoại hình thì có lẽ là qua chia sẻ với ban biên tập á, thì ban biên tập đúng là tìm đúng về cái mặt ngoại hình. Nhưng còn về cái tính chất bên trong và cái tính cách của mình á, thì có lẽ là nếu mà có cơ hội á, thì anh em mình cho nhau cơ hội thôi, cho nhau cơ hội để tìm hiểu thì có thể là sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Anh hiểu đó. Anh tôn trọng cái quyết định của em. Đó tại vì nếu như tình cảm thì mình không thể buộc được, cũng giống như kiểu cái mối tình trước. Dù là cái người kia có níu kéo nhưng mà anh nghĩ là nếu mà mình không có cái quyết định đó là nó thì nói từ trước qua 2 phút là nói dự định hiện tại tương lai chuyện hẹn hò như thế nào đang ở xa nào một tuần gặp bao nhiêu lần đưa nhau đi chơi đâu dự định tương lai làm sao giờ này còn tình cũ gì nữa người ta đang sốt bán thuốc liền đi đang à, đúng rồi đó anh hôm nay là trước khi lên đi hình đây là em bị sốt sốt thì sốt thì nó dễ sốt mà bạn yêu liền nó khó dạ cái này thì không biết là anh vừa đâu trời điểm nhau thì không biết là anh cảm nhận thế nào về em ạ? Anh nghĩ em là người có cái tính, em là có quan điểm lập trường của em rất là vững. Có nghĩa là không thể mà thay đổi em ngay được, mà cũng có nghĩa là cái đó nó cũng không phải là xấu, cái đó là rất là tốt. Anh cũng nghĩ là con gái phải có lập trường nó vẫn như vậy. Dạ. Tại vì giờ khi mà mình ra đời thì rất là nhiều cái cám dỗ cuộc sống. Mà nếu như mà em lập trường vững vậy thì nếu mà anh mà là chồng em thì anh rất là yên tâm. Anh có cảm thấy e ngại về điều đó? Không, anh thấy cũng cái đó là cái khó khăn của mình, nhưng mà cái khó khăn của mình thì sau này sẽ là cái lợi thế của mình. Như kiểu anh tiếp xúc với em nó khó khăn, sau này anh lấy em làm vợ thì em sẽ tiếp xúc người khác, thì người khác em sẽ có rào cản của người để ngăn cho người khác có thể đến gần em hơn. Thế là anh lại thích điều đó hơn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Hồi nãy em được biết là anh hiện tại đang làm ở Bình Phước đúng không ạ? Dạ, quê của anh ở Bình Phước luôn hay là sao? Anh đỡ Đắk Lắk. À dạ, em xin lỗi. Dạ. Em là nhà em ở đỡ Tiền Giang hả? Dạ đúng rồi. Em ở Tiền Giang. Dạ, em ở huyện Trà Gạo, không biết anh có đến đó chưa? Anh thì có tới em bị thâu mấy lần rồi. Dạ, cũng nhiều đó. Dạ. Thâu mười mấy cây có Trà Gạo đó. Dạ. Nhưng mà em dụng từ ấy là em hoạt động với thâu nhiều hơn Trà Gạo. Dạ. Hẹn hò sao bao lâu có tiếng đâu không nhân được? Rút ngắn khoảng cách gì đấy. Theo em thì bây giờ thì em có thể tìm tới cô nhắn. Nói với em nha, thì khoảng 2 năm nữa thì em mới thật sự là sẵn sàng. Còn không biết là với anh Hưng thì sao ạ? Với anh thì anh mua nếu mà yêu nhau mà lâu quá thì nó dễ nảy sinh những cái mà mình khó nói ra được lắm. Nhưng mà anh nghĩ là trong khoảng 1 năm thì nó đẹp hơn. Lúc đó mình vừa cảm thông cho nhau được mọi thứ, vừa hiểu nhau được. Có những thứ mình chưa biết được thì sau này mình về mình lấy nhau mình sẽ tự thông cảm cho nhau. Chứ còn sau này mình em quen 2 năm rồi em biết được tập thư là xấu rồi, thôi ông này không lấy đâu, cứ vậy là nó dài hoài. Nên là sau này thành ra là mối tình nó cứ kéo dài đến 3 năm, 4 năm rồi sau đó thì mất cả thanh xuân của mình, mất thanh xuân của người khác nữa. Dạ, em cũng chia sẻ với anh luôn là em là con một trong gia đình. Nên nếu mà như trong trường hợp mà mình quen nhau á, và anh có nghĩ đến chuyện sao đi xa hơn á, thì ví dụ như em vẫn phụ giúp gia đình của mình, thì anh có e ngại về đó không? Anh tôn trọng đó, tại vì cha mẹ đã sinh em ra, là đến lúc sinh thành là 18 năm, thì cái công sinh thành 18 năm thì em trả 1 năm, 2 năm hay là 10 năm thì cũng không nghĩa gì cả. Sau này cha mẹ em cũng mất đi, tôn trọng lắm. Dạ rồi, em cảm ơn anh.
cái quan điểm về con trai con gái như nào? Em muốn sinh một đứa con trai một đứa gái. Em cũng muốn như vậy nhưng mà thường mình mong muốn là muốn như vậy nhưng mà mọi thứ là do trời sắp đặt hết. Rồi bây giờ bạn trai đứng lên tỏ tình hoặc là hát hoặc là làm gì đó, đứng lên tiến thẳng với bạn gái. Chúng ta có 30 giây để thuyết phục bạn gái rồi quyết định bấm nút. Em cầm gấu lên trong áo con gấu không? Hả? Cầm áo gấu có cái gì nãy giờ tôi không phát hiện. Hàng trước thôi. Hàng chi con gấu đâu phải của tôi. À, có cái gì đó. À, em xin phép đọc được không? Được. Chào cô bé, người mà 10 phút trước đây anh và em còn chưa biết gì về nhau. Nhân duyên và chương trình đã cho cơ hội để ta được gặp nhau. Anh không biết phải nói gì ngoài sự chân thành của anh dành cho em ngay lúc này. Đây là bức thư đầu tiên của anh và anh hy vọng anh và em sẽ biết tiếp cùng nhau câu chuyện của hai chúng mình. Anh tuy không tuyệt vời như những chàng trai của ngôn tình, nhưng vì yêu em, anh sẽ làm cho em trở nên người phụ nữ hạnh phúc nhất. Thôi ngửa với em người đã ơi. Chào mọi người đã qua. Anh nói anh không phải là một chàng trai của ngôn tình, nhưng mà khi đọc cái lá thư này em cảm thấy anh là một chàng trai của ngôn tình. Không biết các bạn này cảm thấy thế nào ạ? Rất là hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta có thể nói chuyện vui, có thể nó qua nó lại, có thể đùa với nhau. Nhưng bây giờ đánh nước, chúng ta nhắm mắt lại các bạn. Kiểm tra là công ty mình, kiểm tra là suy nghĩ của mình, kiểm tra là tất cả của mình. Quyết định có thức là chúng ta cao đi cái duyên, mà duyên cao đi thì đã mất nha các bạn. Chúng ta đang đối diện với bạn bè, người thân, gia đình của mình. Chúng ta không thể dối họ được, chúng ta không vì điều gì cả. Chúng ta phải vì trái tim của mình. Điều đó rất là quan trọng trong giờ phút này. Nếu cảm thấy thật sự rung động mới bấm nha. Còn không thì chúng ta để cơ hội cho những người khác. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Tại sao bạn gái lại không bấm? Hồi nãy lúc phút cuối em có bấm nhưng mà không biết sao không có lại đậu. Nhưng mà em nghĩ chắc có lẽ nó cũng là cái duyên rồi. Hồi nãy phút cuối em có bấm. Em có bấm? Dạ. Có một điều nữa, tại vì em suy nghĩ rất là kỹ. Em đang bị phong bấm. Rồi em có bấm rất là chậm. Sao đó? Em bấm chậm. Dạ. Có lẽ bấm không trúng. Dạ. Bởi vì phân vân, cái gì phân vân đó. Em biết điều đó không? Em muốn bấm lại không? Em nghĩ là có lẽ là mọi việc đã có sắp đặt rồi. Có lẽ là cái duyên nó chỉ như vậy. Dạ. Đó là cái duyên số. Đó là quyết định của cái gì? Bạn ấy đang phân vân và bấm nhưng nó không trúng. Bạn mà không có hối tiếc điều đó. Nếu bạn hối tiếc, tôi sẽ cho bạn bấm lại. Không, em nghĩ là mọi việc đều như vậy rồi. Rất quyết định. Thôi thì đó là sự quyết định của bạn. Chúng tôi sẽ tôn trọng cái điều này. Nhưng mà em có thể chia sẻ một điều không? Rồi em cứ nói. Thì có lẽ là em với anh Hưng thì duyên mình không có đi sang được. Nhưng mà em vẫn mong muốn là sau chương trình thì anh em mình vẫn thành bạn với nhau. Đương nhiên rồi, đến với chương trình chúng ta đều là bạn. Và hy vọng rằng một nửa của các bạn vẫn đang chờ các bạn ở đâu đó. Các bạn sẽ sớm tìm thấy và sẽ sớm có được hạnh phúc của mình. Đây là món quà của gái được tặng bạn. Chúng ta giữ lấy làm kỷ niệm và hãy nhớ giây phút này.